này thanh cua. Cứ dĩa tròn là 30 này 37. 37 ngàn. Rồi lấy cái nào chị? Lấy nguội hay lấy nóng? Chừng nào? Gì lấy nguội. Để xí mại thật. Đây là nồi vừa mới hấp, đang hấp này các bạn. Đang ra. Còn mấy đây? Dạ, một dĩa kìa là bà ba cái. Rất riêng. Thì theo dĩa thôi. Rồi. Hai dĩa một loại thôi, sao hai dĩa mấy loại? Trang xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Fan For TV của Trang nha. Thì chiều hôm nay Trang đang có mặt tại ngay một quán ăn của người Hoa, đó là quán ăn hủ tiếu mì, hủ tiếu thập cẩm. Và đặc biệt là ở đây có chuyên về dim sum nha các bạn. Tất cả các món về dim sum của người Hoa thì ở đây Trang không có thấy cái tên quán các bạn, chỉ thấy cái dòng chữ người Hoa thôi. Thì các bạn ai có biết thì comment bên dưới cho Trang biết nha. Thì tiếng Hoa thì Trang không có biết. Thì Trang xin mời cả nhà cùng theo Trang đi vào bên trong để khám phá những món Hoa ngon hấp dẫn cùng với Trang nha. Bán dim sum. Dạ. Cái dim sum này thì mình gồm ở trong đây em thấy có nhiều loại ha chị ha. Có 20 mấy loại lượng em. Mấy cái? Chị đang có khách hàng tới. Là bánh bao hấp ha chị ha. 16.000 một cái. Dạ. Ở đây hình như mình có nhân ngọt và nhân mặn. À, dim sa với xá xíu. Chị Trang thấy dim sum rất là nhiều loại. Chị có thể giới thiệu những cái loại dim sum của mình được không? Cái này là bánh hẹ. Dạ. Cái này sắn, tôm khô, thịt bầm. Dạ. Ở đây em thấy nó rất là nhiều loại dim sum chị ha. Hai mươi mấy loại luôn. Hai mươi mấy loại chị ha. Ừ. Thì ở đây bình quân một cái dim sum như vậy là có giá là bao nhiêu tiền chị ha? Dĩa vuông thì 42. Dạ. À, mình không ra dĩa vuông. Dạ. Ba cái là 42. Ba cái là 42.000. Dĩa tròn này là 37. Thank you.
Nhờ mình xếp ra sẵn như vậy á chị ha. Đúng rồi. Tới. Khách ăn nó là đầu khi mình lấy nó công thổi có lụp chụp lụp chụp. Dạ. Ở quán của mình thì tầm mấy giờ bắt đầu giờ cao điểm hả chị ha? Sáng 6 giờ bán tới 12. Dạ. Chiều 3 giờ bán tới 9 giờ. Dạ. Như ở đây em thấy là mình chuyên về dim sum hả chị ha? Đúng rồi, dim sum. Như ở ngoài bảng em thấy mình có bán cả hủ tiếu nữa hả chị ha? Sáng mới có. Sáng mới có hủ tiếu. Dạ. Vậy là ở đây là buổi sáng là bán hủ tiếu thập cẩm nha các bạn. Còn buổi chiều thì chị chuyên bán về dim sum. Đúng rồi, dim sum. Ở đây là chị bán có 21 loại dim sum nè. 20 mấy loại, gần 30 á. Dạ. Ở đây thì mình mở lâu chưa chị ha? Gần 10 năm rồi em. Dạ, gần 10 năm. À, quán của mình là gốc hoa luôn. Gốc hoa, gốc hoa. Cái chủ này là ở Tân Lập Viên. À dạ. Làm Tân Lập Viên là với ở đây là cùng chủ. Một cái chi nhánh đó hả chị ha? Không phải, không phải. Coi như là trong Tân Lập Viên ra. À dạ. Như ba cái tròn này thì cũng giá. Dĩa vuông này là 42. 42 ngàn. Cái này là 32. Dĩa tròn này nè. Dĩa tròn này là 37. À dạ. Vậy là phần bên này dĩa tròn là 37 nè. Ừ. Dạ. Ở đây thì chắc khách Đài Loan, Trung Quốc. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn đó đó mà mấy anh đó là người Trung Quốc đó. Dạ. Này dĩa tròn là 37. Dạ. Dĩa tròn là 37 ngàn. Như tất cả các loại nhân ở đây thì mỗi thứ nó có một loại nhân và một hương vị khác nhau hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là thủy tinh. Dạ. Còn như cái này ạ? Cái này là hẹ. À dạ, lá hẹ. Còn như cái này hình như là tôm thịt hả chị ha? Cái này bánh cuốn tôm, bánh há chảo tôm. Há chảo tôm, dạ. Cái này hoành thánh tôm. Dạ. Cái này là bánh cuốn xá xíu nấm mèo tôm khô. Dạ. Mỗi cái thì mang một cái hương vị đặc trưng khác nhau. Dạ. Cái này bánh cuốn xào điệp. Ê, bánh cuốn tôm thịt. Tôm thịt. Cái này sò điệp khô. Yeah. Rất là nhiều loại và hương vị. Có 2, có 3, gần 30. Gần 30 dim sum khác nhau, hương vị khác nhau. Hương vị khác nhau hết. Dạ, như cái này là hương vị là có gì? Có đó sushi. Dạ, sushi. Sushi cua, sushi tôm. Cái này thanh cua. Yeah. Rất là nhiều loại luôn nè các bạn. Cái này há cạo bắp. Cái này thanh cua. Cứ dĩa tròn là 30 này 37. 37 ngàn. Rồi lấy cái nào chị? Lấy nguội hay lấy nóng? Chừng nào? Gì lấy nguội không có lấy nóng được. Giờ lấy khoảng bao nhiêu phần em lấy luôn. Giờ lấy ra mỗi thứ một loại đi ha. Mỗi thứ một dĩa là 20 mấy loại luôn á. Ừ. Hả? Xe không ra để đúng sao? Em
em là lấy khoảng bao nhiêu dĩa? Lấy mỗi thứ một dĩa luôn đi ha, sao dĩ lấy nhà 20 mấy loại đơn á. 20 mấy loại. Dĩa vuông nhà 42, dĩa tròn này là 37, sắn hẹ là 32, sắn hẹ này nè giống vậy. Rồi không lấy hẹ. Cua, cái này xí mại cua. Cua rồi bắp. Rồi cua bắp. Cái này thanh cua. Rồi cái này bánh cuốn, lấy nguội lấy nguội. Cái này sushi. Rồi sò điệp. Cái này sò điệp có lấy không? Sò điệp này có lấy không? Sò điệp đâu? À rồi. Cái này thủy tinh. Cái này bánh cuốn tôm thịt. Bánh cuốn đi không thịt. Rồi. Cái này há cảo tôm. Rồi. Quanh thắng tôm được không? Cái này sò đẹp có lấy không? Bánh cuốn sò đẹp. Rồi. Cái này bông cải. Hải sản. Hải sản tôm viên. Tôm viên lấy không? Rồi, có lấy này không? Rồi đủ hết rồi không? Rồi lấy hết này ha. Sao? Rồi, đủ chưa? Rồi đây em ba em gói lại nha. Lấy hết này em gói lại ha. Rồi chưa, em gói lại nha. Em dẫn xe lên giùm chị coi. Này là bánh sò điệp. Đang chọn những món viên tinh. Bánh cuốn tôm thịt. Để ăn nè các bạn. Cái này là hoành thánh tôm. Cái này xí mại tôm, cái này hoành thánh tôm. Cái này xí mại cua. Hải sản. Ừ. Cái này thanh cua. Bắp. Rồi. Cái này sushi. Rồi, đúng chưa? Ừ. Rồi. Có lấy bánh trứng được không? Đó, bánh trứng kìa ở ngoài á. Bánh bao kim sa xá xíu. Thì lấy ra mỗi thứ 22 đi, đem về quẩy ăn. Ừ thì đó. Nè, tính ở đây nè, tính nó quẩy đi. Mỗi thứ 22 ha. Đi ra. Mớ không, không có nào ấy cầu cũ ở đó. 30 loại với 30 hương vị khác nhau. Rồi. Ừ. Bánh bao xá xíu với kim sa. Rồi, xin lỗi. Rồi. Em được 50 đúng không? Cái này là kim sa. Cái này xá xíu. Lấy mỗi loại 2 cái. Mười sáu ngàn một cái. Này mày gói lại cho em đi. Rồi để em đi. Cái bánh trứng thì có giá. Rồi nó gói lại.
buổi chiều thì mấy giờ thì quán của mình là giờ cao điểm đông khách đó chị ha? Đúng sao? À, khoảng mấy giờ thì quán của mình là đông khách đó chị? 6 giờ đổ lên. Dạ 6 giờ đổ lên. Và hiện tại bây giờ mới tầm 4 giờ và cái công đoạn chuẩn bị của chị đã xong hết rồi. Nhiều khi giờ này á làm không kịp luôn á. Dạ. Buổi chiều khách rất là đông cho nên chị phải chuẩn bị trước như vậy hết đó chị ha? Đúng rồi. Thì khi khách hàng vô ăn thì người ta chỉ cần nhìn thích cái nào thì người ta sẽ chọn cái dĩa đó theo giá tiền đó để ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Tầng dưới á. Cái này là cái gì vậy chị Ho? Rồi rồi. Lấy 48.000 chị ơi. Dạ, cô ca. Cái này là giấm này các bạn. Như chị chủ quán chị thì cái cách ăn pha mắm ở đây thì một chút tương, một chút xì dầu và một chút giấm chua. Mình sẽ quấy lên. Đây, mình sẽ bỏ sa tế. Rất là thơm ha. Thì Trang đã gọi ở đây là 4 món này các bạn. Thì như cái ở đây quán á, thì phân biệt theo dĩa, như dĩa tròn này nè. Thì giá của cái dĩa này thì là 34.000. Còn dĩa này là 37.000. Còn dĩa này là 42.000 các bạn. Hai dĩa này là 42.000. Trang sẽ thử trước dĩa này ha. Trang sẽ thử trước cái này. Cái này là há cảo thịt nè. Trang xin mời cả nhà cùng thưởng thức món dim sum cùng với Trang nha. Thì, ở đây thì quán làm tới gần 30 món dim sum. Thì mỗi loại có mỗi hương vị và khác nhau các bạn. Cái nhân nó cũng khác nhau. Cái Trang cái dim sum loại này thì là nhân bên trong là nhân thịt nha các bạn, thịt heo. Ăn nóng nên rất là ngon các bạn. Nhưng bên trong thì có cái hương vị vừa ăn, không quá mặn mà cũng không có lạc. Cái khúc vỏ há cảo các bạn. Há cảo, cái da bên ngoài của há cảo thì cũng rất là mềm, dẻo. Thế nhưng bên trong thì ăn vừa miệng, ngon các bạn. Rồi bây giờ Trang sẽ thử qua cái há cảo tôm. Bốn cục thì có giá là 42.000 ha các bạn. Cái há cảo mà nhân tôm á thì bên trong có thêm tôm nha các bạn. Tôm à. Ngon. Vì có thêm tôm nên nó rất là ngọt và có thêm cái hương vị của tôm nữa nên là rất là ngon.
ngon các bạn. Có tôm nên rất là ngon. Có hải sản á. Vỏ há cảo rất là mềm. Và cái hấp dẫn ở đây là vừa hấp nóng đem ra mình ăn nóng hổi liền á, nên rất là ngon. Ngon quá. Thử thêm một cục há cảo tôm nữa không? Rất là ngon quá. Dim sum ở đây thì không có rau nha các bạn, chỉ ăn đơn thuần là dim sum không thôi, không ăn kèm rau. Ngon á. Cho thể thử qua cái cá cảo này nè. Là rong biển, bên trong là nhân thịt heo và con nguyên con tôm cuộn bên trong đó bạn. Cái nhân này khác nha các bạn. Cái nhân này thì cũng là thịt heo nhưng không biết là sao, nhưng mà cái nhân nó đỏ đỏ hơn so với cái nhân há cảo màu vàng này nè, nguyên con tôm bên trong à. Cái nhân này cũng rất là ngon các bạn. Cái này cũng rất là ngon. Cá này rất là to đó mà. Một dĩa thì còn có hai cái tay 7 ngàn. To ghê các bạn ha. Bên trong thì tôm rất là nhiều đúng không ạ? Cá tôm, cà rốt. Ngon ạ. Nói lại dim sum thì Trang thấy có cái hương vị khác nhau và có cái ngon khác nhau hả? Cái thì nhân thịt, cái thì kết hợp với nhân tôm, cái thì kết hợp với tôm cuộn thịt và rong biển sushi á. Tàu hũ kỳ sốt dầu hào này thì cũng rất là ngon này, rất là thơm mùi dầu hào. Bên trong thì có tôm rất là ngon, ngọt. Dim sum ở đây thì Trang thấy rất là ngon các bạn. Thì ở đây thì quán bán gần 30 loại món dim sum. Thì mỗi loại thì có mỗi hương vị và cái cách nhân á, nào cái nhân là nó khác nhau các bạn. Như là có nhân cái thì nhân tôm, nhân thịt hoặc là cuộn tôm, nói chung là nhiều loại. Thì trong đó Trang đã chọn 4 loại để thưởng thức. Thì Trang thấy mỗi loại có một cái hương vị ngon khác nhau thôi các bạn. Ở đây quán buổi sáng thì chị bán hủ tiếu thập cẩm các loại của người Hoa, thì buổi chiều chị bán từ 3 giờ tới 9 giờ tối là bán chuyên về dim sum nha các bạn. Nó thì như menu ở trên quán cũng có này các bạn. Menu
tất cả các loại dim sum, có cả nước giải khát nữa, các bạn có thể tham khảo ha. Theo cái khẩu vị của Trang thì Trang thấy ngon nha các bạn. Địa chỉ của quán chị thì là 38B Học Lạc, phường 14, quận 5. Các bạn hãy ghé đến và trải nghiệm nha. Trang cũng xin dừng cái video tại đây. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh cho Trang nha. Và bây giờ Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.